Hồng Nhung và Hồng Phượng vắng mặt, con gái ruột Vũ Linh khóc nức nở trong 100 ngày của cha. Sáng 12 tháng 6, lễ cúng 100 ngày của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã diễn ra tại nhà riêng và tại mộ của ông ở Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Từ sớm, con gái của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đã tất bật lo các công tác như cúng chay, trang hoàng bàn thờ, sắp xếp sư thầy tụng kinh sao cho tươm tất và trang nghiêm nhất. Cô cùng các thành viên trong nhà còn chu đáo chuẩn bị cả bánh kem có tên thật, nghệ danh và pháp danh cố nghệ sĩ. Trong lễ cầu siêu tại nhà, Hồng Loan mặc đồ tang ngồi tụng kinh cho ba mình, với dáng vẻ thất thần. Cô khóc nước nở vì quá xúc động. Cô cho biết mình sụt 5-6kg từ khi ba mình qua đời vì phải lo nhiều công việc, cộng thêm áp lực từ vụ lùm xùm khiến cô mệt mỏi. Con gái Vũ Linh cho biết, hiện tại cô chỉ mong ba được mồ yên mà đẹp, những ồn ào tranh chấp mau lắng xuống. Một điều gây bất ngờ là em gái và cháu gái Vũ Linh, Hồng Nhung và Hồng Phượng đã vắng mặt trong lễ 100 ngày của ông ở cả hai nơi. Nhiều người suy đoán có lẽ hai người lập bàn thờ tại gia để cúng kiếng giống với người em thứ bảy của Vũ Linh là Tiểu Linh để không phải đụng độ Hồng Loan và tránh sự chỉ trích của dư luận.